Nó kêu ổng á, ông ba ơi, con tôi nó mù rồi, mẹ tôi nói giờ nuôi không nổi, đem đi bỏ đi. Đó, tôi mới kêu đây nè, hỏi ông Mỹ Thế lắm đi. Với hỏi ông bên ông kia thì ông chết rồi, hai ông chở tôi lên tôi rung. Nói chị đừng rung đi, chả nói. Bà còn nói mà bà nội nó còn nói mà. Chị nuôi nổi không? Tôi nói bây giờ cô bác nó xè tay ngừng cho 10.000 ta cho chân à. Là ngoại sẵn sàng đi xin nuôi cháu mình. Ờ thì tôi đi xin đó. Nó nói à, tôi làm gì nuôi nổi đi xin người ta không à. Xin ai? Đây bà xin ai? Đây là tôi mặn mướn gỡ tiền về. Về mày lâu lâu mày mới gỡ gì à? Năm mươi. Mướn. Mày mướn hồi nào? Mày gỡ hồi nào? Mày gỡ hồi nào? Mày gỡ gì mày nuôi lu á? Mày nuôi lu á? Mình nói chuyện nhỏ tiếng thôi rồi. Mày nuôi lu á? Mày nuôi ai? Nuôi ai? Nói chỉ bây giờ là chỉ ta cho được chút đỉnh là ấy thôi chứ hồi đó còn nhỏ còn vừa hồi nhỏ người ta cũng nuôi không trai vừa bà là làm gì mà nuôi nó. Nó nói tôi nuôi không nổi, hỏi hết cô bác xóm giềng coi. Thì đi mằng nghèo thì đi mằng mướn thì mày nghèo mày đi mằng kệ mày chứ thôi chứ bà đừng nói bà hồi đó mày còn gì mày biểu bỏ đây giờ ai xe ủa hộp mày còn nói nè, mày nói tôi bỏ ai biểu bà bắt làm chi. Mày nói bữa đó là trai. Mày hỏi hết sức diện này coi. Thì là nãy ngoại giấu mấy anh em ha. Ngoại giấu ngoài không dám nói ha. Thì giờ tôi nói thật tình cho mấy chú nghe. Dạ. Bà già của nó, bà nội nó hỏi chị nuôi nổi không? Tôi nói không nổi tôi đi xin. Thôi ngoại đừng có nóng ngoại. Đừng nóng ngoại. Nói chung là từ từ ngoại. Không tháng hồi nào. Mày ăn mày nói ưỡng không à? Mà hàng tháng anh có gửi không? Có chắc có gửi anh không? Nói. Thằng kia, thằng kia ông chú kia. Ông chú ông nói gì kìa ngoại? Học á. Bà dám thầy không? Ừ. Gửi tiền hàng tháng bà thầy. Ý là mày gửi tiền ngoại nói là gửi tiền mà nuôi người khác. Nuôi chứ ngoại nuôi Tâm Như ha. Một tháng nó cho 500 là có cái thằng kia đi học ở đây học lớp 9 rồi. Dạ. Là con lớn hay gì? Thằng lớn. Là tháng nào cũng gửi. Thằng con quá thiếu tình thương. Đêm nằm không mẹ, ngày thì không cha. Thương cho bà ngoại tuổi già. Tuổi hơn 70 vậy mà cô ngoan. Ngoại giờ sức khỏe đã mòn. Ngày đêm cố dạy cho con nên ngừ. Thân con số kiếp không may. Ngày đêm quắc giả ngày ngày bu sinh. Cũng nhờ cô bác thương tình cho con cuộc sống phần quà hảo tâm. Con xin chúc thọ ông bà. Chúc. Tâm Như nha. Dạ. Ừ. À, Tâm Như đang làm gì đó? Dạ, Tâm Như đang lặt gao. Lặt gao hả? Dạ. Nhưng mà sao con biết lặt vậy? Con mò mò lặt. Con mò mò lặt ha. Dạ. Rồi gao này lặt để làm gì Tâm Như? Dạ, lặt để bán. Hả? Lặt để bán. Cái này bán được sao? Bán được. Dạ được. Là bán sao ngoại? Bán ký 10.000. Ký bán được 10.000. Dạ. Mà cái này cũng nhớ nó mọc ngoài ruộng ngoài đồ. Thì bẻ dao đồng. Dao đồng bán mấy được. Đúng rồi, nó mọc tự nhiên đúng không? Dạ. Này hết rồi. Cái này bà đi bẻ hả bà? Dạ, lấy giờ đi bẻ. Ngày ngày mình bẻ được bao nhiêu ký? Ngày bẻ đâu dừng bán chừng 20-30 ký. Là cũng 2-3 ký ha. Dạ. Bẻ gì lát đi bẻ nữa chứ có nhiêu có bán gì được. Là sáng giờ ngoại với Tâm Như bán được nhiêu ký rồi? Tâm Như bán cũng được vài chục ngàn thôi. Vài chục ngàn là 3-4 ký ha. Dạ. À, ngoại cho con hỏi thăm nè. Hồi nãy con nghe bà con á nói về bé Tâm Như á. Dạ. Ngày xưa là bị bỏ ngay dòng xây là cái câu chuyện nó như thế nào ngoại? Cha mẹ nó nói nghèo quá rồi. Ừ. Rồi ấy thì đi mần đó. Cái mới bỏ lại. Nhưng mà sao bỏ ngay dòng xây là sao ngoại? Không có bỏ dòng xây, chưa có bỏ cái thứ mới cái sửa sạn đi thôi chứ chưa có bỏ. Sửa sạn đi bỏ ngay dòng xây. Dạ. Nhưng mà chưa đi rồi sao ngoại biết là bỏ ngay dòng xây? Tại vì người ta kêu nó nói. Rồi mấy cái đó vô sâu xe không? Vậy là người ta nói lại cho ngoại hay sao? Dạ. Là ai là người bỏ ngoại? Thì
Thì hồi đó cha mẹ nó nghèo. Ừ. Cha nội rồi đó nói đi mà mướn mà nó mù thì cũng khó khả năng nuôi đó. À. Rồi đem bỏ chứ khó này. Rồi ngoại là người cưu mang bé. Dạ. Coi như là cha mẹ thì thấy cháu nó như vậy, nghèo. Rồi sợ nghèo. Dạ, nó không nổi gì thôi. Rồi định đem giống như là tìm cho người khác nuôi. Dạ. Nhưng mà ngoại thì thương cháu cho nên ngoại lặn lội đi tìm ôm cháu về. Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi như vậy con buồn không Tâm Như? Dạ. Con buồn không? Dạ buồn. Vì sao con buồn? Dạ. Vì sao mà con buồn? Giận cha mẹ hay sao? Dạ. Ông không có buồn. Có không? Dạ không. À, nhưng mà con có giận cha mẹ không? Không, dạ không. Ừ. Rồi bao lâu rồi con chưa được gặp cha với mẹ con? Dạ. Cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm trời rồi ha. Dạ. Chàng ơi chàng. Tâm Như cho chú hỏi thăm nè. À, khi mà con là một cô bé đó mà không có tình thương của người mẹ với sự ấm áp của người cha cạnh bên con đó, rồi khi đêm về con buồn không con? Dạ. Khi mà đêm về con không có cha với mẹ bên cạnh đó con buồn không? Chứ mà bỏ nào là em hỏi gì thôi chứ đâu ngoại đâu có nói bỏ đâu, ý là em biết anh là cha mà. Không có lợi quay nữa, không nói chuyện bậy bạ rồi quay đăng lên nói chuyện bậy bạ sao cũng được, tôi là cha của nó rồi nè. Không em biết nhưng mà em hỏi ngoại có không, ngoại nó không có, ý là em biết rồi nhưng mà ngoại nó không có. Tụi em biết mà. Tôi nghèo khổ tôi đi làm thôi chứ. Thì có ngoại có nói mà. Em nói vậy mà nghèo khổ của cha nó mần không. Chứ em biết anh là cha bé mà. Em biết mà. Ừ. Về Bình Dương cất nhà đó. Hồi đó nó chở nó. Về nó cất nhà nó. Ủa vậy là cha bé mới về hay gì ngoại? Mới về đó. Là như vậy là hoàn cảnh của ba bé cũng nói chung là khổ. Khổ không ngoại? Dạ. Khổ. Hồi đó thì đi mần mướn, sợ con á thì nó mù đuôi nuôi không nổi. Đúng rồi em biết anh. Không? Có gì anh ra đây anh nói luôn anh, nói cho mọi người biết luôn. Thì hồi đó nó nói nghèo khổ quá giờ nuôi không nổi gì thôi, giờ nó đi mần nó bỏ nhà thì tôi bắt gì tôi nuôi gì chứ có gì đâu. Dạ. Nói chung là dạ. Hồi xưa là anh là ở đậu bên ông và vợ nha. Dạ anh ở đâu anh? À. Có nghĩa là hồi xưa là tại vì anh với chị nghèo khổ quá. Cho nên là không có nuôi nổi. Nuôi không nổi. Đi mằng gỡ tiền về. Có gửi không ngoại? Có chờ gửi tiền sửa bọng đồ. Lâu lâu chút đỉnh gì chứ sao không mà cũng không có đủ được nữa. À. Thì cũng nhờ cô bác xóm giềng người ta giúp đỡ thôi. Nói chung á. Đúng rồi. Cái này nó là ý là ý là em hỏi giống như là người ta nói như vậy đó, có không ngoại gì đó. Rồi ngoại mới nói là không có. Không có thì cha mẹ nó nghèo quá thì đi bỏ. Tôi quay ở nhà thì tôi đi làm không có nhà vậy thôi. Lúc này tôi về đó. Chơi hồi đó thì mày nói giờ bà ơi đi. Mày nói giờ tôi khổ quá tôi nuôi không nổi. Thôi chứ gì. Thêm dùng mới mình cắt. Dạ. Cái đó là bên từ thiện cho. Là nhà của anh hay là từ thiện cho ha? Cho. À. Mình mua được cái nền, này với nền đó đó. Rồi vợ anh đâu anh? Là mẹ của Tâm Như có gì không anh? Có đi nữa đi mà mướn nó mới về đó. À.
Nhưng mà Tâm Như bây giờ là sống với ngoại luôn ha. Ngoại chứ sống với ai. À, không, nhỏ nó lớn sống ngoại chứ sống với ai. Không có về bên cha ở ha, ngoại ha. Không. Chắc mến ở với ngoại, mến tay mến chân với ngoại. Rồi Tâm Như. Dạ. Sao cha mẹ con về con không về ở với cha với mẹ? Cho khỏe Tâm Như. Con ở với ngoại hồi đó tới giờ. Con ở với ngoại đó giờ con quen rồi hả? Dạ. Trời ơi. Rồi cha la gì con sợ không? Nãy giờ con nghe cha la gì con sợ không? Cho tôi nó nói hỏi nó. Giờ người ta cho cái nhà, các nhà mày cho đất không? Ừ. Nó nói con nó thì hồi nó ở Dương, nó nói con nó cho. Bây giờ về đất nó đòi lận. Đã đập nhà tôi dở đó. Phải rồi. Cho là phải cho, con không có cho chứ phải không cho. Không có cái gì Dương chưa có nhà đỡ hết trơn. Ừ. Chút rồi ảnh chút. Chút rồi ảnh. Không biết bên ngoại nó sao đó. Đúng thường à. Tôi cũng có dặn đủ mẹ thì đủ thì dỡ nhà đi luôn đi. Là anh giận quá anh nói vậy thôi ha. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ không có gì tôi hết. Tôi không có đập nhà. Dạ. Giận quá ha. Bên ngoại nó đập. Dạ. Bên ngoại nó chỉ cho coi. Mày đập cửa, đập đồ, mày đập mày dục hết cho con gì nữa. Dạ. Do hồi đó nó nói em con nó nuôi không nổi. À. Sắc bọng con đồ bỏ lấy gì đây hết. Rồi cái này là đập giờ lấy sắt gì đó. Rồi đập rồi lấy sắt rồi gì hết trơn. Rồi nè xe bằng cũng hốt anh về hết đây luôn chứ không có để anh bển chứ không. Rồi bên ngoài nó gom hết về bán đất của bả chứ không phải nói của con tôi. Nó bà cho là cho con tôi chứ không phải bà bây giờ bà nói cái nhà đó nhà của bả, đất thì đất của tôi. Rồi chú cho bà, cho con thôi, cho Tâm Như ha. Cho Tâm Như mà ngặt cái bả nói của bả, con bả nói cũng là của bả, lỡ tôi chết rồi thì con cháu bả nói của bả lấy luôn cái đất. Thà là tôi lấy bỏ cái nhà đó đi, nếu tôi cắt nhà khác cho con tôi. Trời ơi, đó là mới là của tôi. Uổng anh. Uổng không phải uổng. Đập ra nó tốn kém dữ lắm á chú. Tốn kém là tốn, nhưng mà để đó thì mình mất luôn cả đất luôn. Trời ơi, mời đất giấy tờ chú giữ mà chú lo gì? Đất này chỉ bằng giấy tay thôi, không có bằng phán đỏ. Ừ. Phải có bằng phán đỏ thì con tôi thưa được. Nãy ngoại nói là lúc đầu là anh nói là anh cho. Anh cho rồi mà. Thì cho con tôi, chứ không phải cho bả. Cho Tâm Như. Cho Tâm Như đúng rồi. Mà con của bả với bả là nói nhà nó nhà của bả chứ không phải nhà của Tâm Như. Lỡ tôi chết rồi thì nó lấy luôn rồi chú đập nhà, luôn hả? Chú đập nhà luôn hả? Rồi bả đập. Chú đòi lấy lại hay sao? Cái đó là tôi giận quá con tôi về là bên ngoại nó nói là đuổi. Chú ơi, con thấy là Tâm Như nó cũng không có như người ta, thôi có gì để cho nó sống với ngoại nó cũng ok chú. Tại vì nói chung là mình cho. Sao cái dài cũng được. Dạ. Mới đập đây luôn hả? Mới hả chú? Cái này là mới đập. Ôi. Lâu tôi mới về đây cái tháng này cái gì rồi chú kêu đập hay sao thì tôi thấy không xong tôi kêu thôi giờ đập bỏ đi chứ giờ để được không được. Ôi, tôi chết rồi bên kia cái này tốn tiền dữ lắm chú ơi. Tốn là tốn nhưng mà mình mấy chục á, mấy chục mấy chứ mình cũng phải lo cho con mình chứ. Thì nó ở đâu nó ở, thì nó ở ngoài, nó bên ngoài nó lo, ở tôi phải lo. Nhưng mà ý anh là muốn đập cái ngôi nhà này là để giữ được cái miếng đất cho mình. Giữ lại miếng đất chứ không thôi để cái nhà thì mất luôn cái miếng đất. Bị miếng đất mình không có sổ đỏ. Đất nữa tôi chết rồi con tôi không thể nào thưa được chính quyền. Bị mà giấy tay không. Con ruột của chú mà. Có mấy con, đứa cháu là, hả? Có mình nên Tâm Như hay là có nhiều đứa. Có thằng nữa, thằng thứ hai con đi học nay lớp 9 rồi. Dạ. Trời ơi, con nghe nói. Rồi chú ơi, ra trước chú ơi. Đập có thiệt luôn nha. Đây nè. Tôi cắt cái này mà bên giờ tôi đổ cái nền này mà bên vợ tôi còn kiếm chuyện tôi đó. Bên vợ là bà ngoại đó nha. À, bà ngoại lúc đầu là cho chú miếng đất mà ngoại lấy lại. Đâu có cái hồi mà ổng già rồi, ổng cho ở lại dưới sông á. Rồi cái ổng mới nhậu quậy đi. Ổng quậy, ổng có mấy buồn đi, rồi hồi đó thì cũng nuôi con này. Yeah. Rồi cái ổng quậy, ổng nói giờ ấy thì đuổi đi. Nói gì chứ đuổi đâu. Sao lỡ cái nó bỏ đi Bình Dương.
về cái nó mới mua được miếng đất này đây. Chứ nó cũng không có gì à, nó mua được miếng đất này. Chứ ổng luôn nói gì chứ, hỏi cô bác chúng viện coi ổng gì chống tốt lắm, có bệnh rượu không à. Con đứa nào cũng vậy hết á. Đó. Rồi cái cấp người ta cho á thì mấy điện nó dưới. Hỏi gì chứ, người ta cho con về các nhà. Giờ ấy nó nói kệ đi, dòng gì cũng con đó. Cái đi về đi, về con này nó mới ngồi nó chơi. Nó nói chờ gồm nội này không có nhà ở, gì cũng ở nhà mình ra đi Bình Dương đi chơi. Nó có nhiều ổng nói à, cái dòng bên ngoại mày á, suối mày đuổi, mày đuổi. À, nhưng mà ý của anh là cất nhà cho Tâm Như, thì cho Tâm Như ở, rồi miếng đất cũng là của Tâm Như. Để cho Tâm Như. Nhưng mà sợ ngoại á, là nữa cho người khác. Nói chung là chú á, là người ta tốt. Sao ngoại không thôi, không bàn bạc lại đi rồi mình đập bỏ cái nhà uổng như ngoại? Đâu phải, là nó gì chứ, nó vô đập cửa, nó nói đụng tại, má. Tại chú khoan, đừng chửi thề ngoại, đừng chửi thề. Tại chắc có lẽ chú hơi nóng quá thôi. Chứ ngoại thầy tánh người đàn ông ta. Ý là ảnh giận á, anh giận anh nói vậy thôi. Rồi cái ngoại nóng quá, ngoại đập cái nhà uổng quá. Uổng quá, uổng cái nhà đó của Mạnh Thường Quân cho không ngoại? Dạ, vậy chứ để giờ mơ mốt cái nó chửi hoài, nó đuổi hoài con tôi, nó nóng lòng, nó quýnh lộn, thà tôi dở vậy đi cho con tôi nó ấy. Rồi đây nó thấy ơi giật đất của tao đồ này kia nọ, con tôi nó quánh tôi, thà tôi dở cho mất mắt. Vậy giờ con tôi sắp cắt lỡ cho nè. Con thứ mấy của ngoại? Con thứ bảy chuẩn bị cắt cho ngoại ha. Dạ, cắt lỡ. Nhưng mà trên miếng đất đó là của ảnh mà, của ông ngoại. Miếng đất đó là miếng đất của tôi, cái chỗ của ngoại, chứ không phải là miếng đất của chú đâu. Nó có miếng này không à? Con nói bằng tôi hồi đó tôi mua á. Cái nhà tôi cũng tình thương người ta đó. Còn cái miếng gì mà nó cho Tâm Như rồi dở nhà là miếng nào ngoại? Cái này cái miếng dở bên đây ha, không phải bên kia ha. Không. Ổn ha ngoại ha. Biết bao nhiêu tiền bạc của Quý Mạnh Thường Quân bỏ vô trên 100 triệu nữa. Thí dụ như bây giờ cái nhà, giá trị cái nhà đó ngoại có thể bù tiền để mua miếng đất khác được mà. Chứ bù mình 8 triệu. Hả? Nó nói nhà để cái nhà đó phải gì ở cho nó. Để cái nhà này mơ mốt đi bên ngoại nó gì giành giật nữa. Là cha Tâm Như thì cũng muốn Tâm Như về ở với cha ha. Chị là đó. mẹ của Tâm Như ha. Dạ. Chắc cũng khó xử lắm đây. Đó, nó mộ rồi nó mới để ruột vô đó. Nhìn là biết khó xử rồi. Giữa chồng với mẹ khó quá. Cái hồi đó đó, hồi mới đẻ đó. Giờ tôi mới nói thật tình. Dạ dạ. Nha. Hồi mới đẻ. Giờ ngoại mới nói nha. 12 giờ khuya. Tới 12 giờ trưa nó chạy về đi. Nó kêu ổng á, ông ba ơi, con tôi nó mù rồi, mẹ tôi nói giờ nuôi không nổi thì anh đi bỏ đi. Đó, tôi mới kêu đây nè, hỏi ông Mỹ Thế lắng đi. Với hỏi ông kia thì ông chết rồi, hai ông chở tôi lên tôi rung. Nói chị đừng rung đi, chả nói, bà còn nói mà bà nội nó còn nói mà. Chị nuôi nổi không? Tôi nói bây giờ cô bác nó xè tay ngừng cho, 10.000 ta cho chân à. Là ngoại sẵn sàng đi xin nuôi cháu mình. Thì tôi đi xin đó. Nó nói tôi làm gì nuôi nổi đi xin người ta không à. Trinh ơi, đây là Trinh ơi. Đây là tôi mằng mướn gỡ tiền về. Về mày đâu đâu, mày mới gỡ gì à? Năm mươi. Mướn. Mày mướn hồi nào? Mày gỡ hồi nào? Mày gỡ hồi nào? Mày gỡ gì mày nuôi con lu á? Mày nuôi con lu á? Nó chuyện nhỏ tiếng thôi rồi. Mày nuôi con lu á? Mày nuôi ai? Nó chỉ bây giờ là chỉ ta cho được chút đỉnh rồi ấy thôi chứ hồi đó còn nhỏ còn vừa. Hồi nhỏ người ta cũng nuôi không trai. Rồi bà là làm gì mà nuôi nó? Nó nói tôi nuôi không nổi, hỏi hết cô bác xong viện coi. Thì đi mằng nghèo thôi chứ mằng mướn. Thì mày nghèo mày đi mằng kệ mày chứ. Thôi với bà đừng nói. Hồi đó mày còn gì mày biểu bỏ đi giờ ai? Xe. Ủa hả mày còn nói nè, mày nói tôi bỏ ai biểu bà bắt chi? Mày nói bữa đó là trai. Mày hỏi hết sức viện này coi. Như là nãy ngoại giấu mấy anh em ha. Ngoại giấu ngoài không dám nói ha. Bây giờ tôi nói thật tình cho mấy chú nghe. Dạ. Bà già của nó, bà nội nó, hỏi chị nuôi nổi không? Tôi nói không nổi, tôi đi sinh.
Thôi ngoại đừng có nóng ngoại, đừng nóng ngoại, nói chung là từ từ ngoại. Hàng tháng hồi nào mày ăn mày nói ưỡng không à? Mà hàng tháng anh có gửi không? Có chắc chắc có gửi lại không? Nói. Ông chú, ông chú ông nói gì kìa ngoại? Bà dám thầy không? Ừ. Gửi tiền gì hàng tháng bà thầy. Ý là mày gửi tiền mà, ngoại nói là gửi tiền mà nuôi người khác. Nuôi chứ phải nuôi Tâm Như ha. Một tháng nó cho 500 là có cái thằng đi học ở đây học lớp 9 rồi. Dạ. Yeah. Con lớn hay gì? Thằng lớn. Là tháng nào cũng gửi đều đều. Không có, thì 2 3 tháng mới gửi rằng. Chỉ mấy tháng nay đi về đây là không có gửi thôi chứ tháng nào tôi không gửi tiền gì. Chỉ gửi gì mày nuôi thằng đó đó. Bởi vì đã nhờ ta cho tiền được mới bả nhờ được nó cái bả phủi ơn luôn. Phủi ơn mày. Tôi tụi bay cái sữa bọng rồi tôi gửi tiền về hàng tháng mua sữa mua bọng rồi. Dạ. Tới cái nhà này rồi mẹ nó ra nói là bắt đầu đuổi. Nó để cái nhà này bên ngoài lấy. Bên ngoài nào lấy. Mấy chị nó ra nói mua sữa. Tính đi độ mà tôi ở đậu hồi đó mà tôi đi giữ vịt mướn nó gửi qua vậy đó. Nhà bằng cây á. Cô nói với cây á là để cho vợ con tôi ở lãnh còn đủ. Cô nói với mấy con là chú đủ đập cửa nhà rồi dữ lắm luôn. Cô nói nha. Bà đập cái nhà chứ ai đập cửa đâu? Cửa đập đâu? Kêu vô dỡ nhà đi. Nó đập cửa, đập đồ hết trơn á, con tôi muốn dỡ đi má ơi. Cái nhà đang bắt cắt lại cái nhà bả nè, sửa lại. À tôi cho cái nhà bắt cắt nhiều tiền lắm hả cậu? Thì nhiều tiền biết rồi. Nhưng mà đập đi nó uổng lắm. Có lấy đang bắt cắt nhà là của bả chứ tôi có lấy miếng nào đâu coi. Dạ. À cho mày lấy. Chú coi dạ, cái trong cái này miếng đất này không? Dạ. Không cho, tôi thiệt chú. Đó giờ quay đi, quay hết đi nè. Cắt lên lại nè anh em. Cái này cái còn miếng miếng nè đây nè cái có nhiều đó đó có chục đất đó đó cái nền này là riêng nữa ha riêng nữa là nguyên miếng này là của bà nhà vợ cho anh không phải của tôi mua mua của tôi mua mà có đâu phải của anh vợ đâu bên vợ làm gì có là tôi mua đó Tâm Như ở đây đúng không cậu? Ừ. Sao bây giờ người ta hỏi mua tôi đâu bán tôi để cho con tôi thì cho Tâm Như ở đi chú kêu đập chi tội nghiệp Tâm Như kêu để không được để sợ mắc ha để sợ mắc không được là mình cắt cái nhà nhỏ vậy sao mình không làm giấy chú sao mình không làm giấy giấy sao làm giấy là tôi cho ở chứ không có cho đất này cho Tâm Như thôi chứ không có ai cho ở được chú làm giấy gì đó chủ quyền. Mình làm giấy tay cái ấp cho mình chứng chú kế đây mà. Ừ thì tôi mới giờ về thôi ý câu hỏi là chú sợ đó là chú làm giấy ra ấp chú chứng là tôi cho Tâm Như ở thôi chứ tôi không cho ai ở sau này mấy người không có được bán mộng gì hết trơn là nó dễ mà bây giờ muộn rồi bây giờ chú rồi, kêu rồi, muộn rồi, ừ muộn chú rồi. sao chú không suy nghĩ tới cái phương án đó chàng đâu được bị gì phương án là bà nóng nói quá của bả nóng quá hay sao chú không phải bà nói là cái sức của bả chứ không phải của con tôi bà nói của bà phải nói của con tôi á thì tôi dễ giải quyết rồi bà nói của bả hả bà nói của bả nhặt gì đó chứ dành bỏ đập nhà bỏ chú làm giấy cho Tâm Như sao nhà có người làm chứng này thì đất là của đứng tên chú mà thì đất của tôi dạ bây giờ tôi về đây là cái thời gian là lát nữa tôi cắt thì chưa cho con tôi nó dễ hơn tự cắt luôn tự lát nữa tự cắt nhà lại cho Tâm Như ha ừ tự mình cắt nó dễ hơn là ý là coi như là thà là đập bỏ đi rồi cắt một cái nhà mới lên cho Tâm Như rồi cắt nhà mới bây giờ cắt tiếng là của mình luôn là của cha Tâm Như chú rồi, đúng rồi. Khi nào cắt chú như khi nào mình cắt khi nào chuyện cắt chưa chú bây giờ chờ lúc bảo hiểm ý câu hỏi là chú nó muốn cắt cho Tâm Như mà nhưng mà cắt đầu thì có đầy đủ rồi mà chú kêu đập hết rồi xong rồi giờ chú nói là tự tay chú xây từ cái viên gạch và miếng thiết để cho Tâm Như ở đúng không rồi mà nhưng mà cái điều kiện đó chú có đủ không chưa có đủ chưa đủ hả người em hả anh lần luôn hả anh học lớp 9 nó mới ứng tưởng đâu nói gì nhân nghe nói Tâm Như có nhiều tài năng lắm hả ta dạ Tâm Như có tài năng gì đâu nói chú nghe coi dạ làm gì á hả Tâm Như có tài gì dạ biết rửa chén biết giặt đồ giỏi dữ ta biết tắm không biết gội đầu trời ơi giỏi dữ vậy hả rồi còn tài năng gì nữa không biết bận đồ bận áo không trời ơi rồi bình thường Tâm Như đi chùa với bà là đi chùa làm gì Tâm Như dạ đi nhận quà hả
Rồi vô chùa Tâm Như có niệm Phật không? Dạ có. Có hả? Rồi có cầu nguyện gì không? Dạ có. Tâm Như cầu nguyện gì kể chú nghe coi. Dạ. Cầu nguyện cho con mạnh giỏi với cho ông ngoại. Cho ông ngoại mạnh giỏi hả? Cho bà ngoại ha. Dạ cho bà ngoại. Rồi giỏi dữ. Ngoại ơi. Ngoại cho con hỏi thăm nè. Thì hồi nãy giờ con cũng đã nghe cha của Tâm Như nói. Dạ. Cùng với ngoại nói á. Dạ. Nhưng mà do hai người cùng nói một lượt á ngoại. Dạ. Cho nên là con chưa có hiểu được đầu đuôi cái sự việc nó là như thế nào. Dạ. Hy vọng rằng ngoại có thể kể chi tiết cái sự việc ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào không ngoại. Dạ. Đó nó gì à. Nói hồi đó á thì ta cô bác người ta thương xót hai bà cháu. Ta nói bây giờ tỷ sợ cái này á, nửa ở chung với cậu, còn ngoại còn giờ sợ nữa mấy cậu đó. Dạ. Nói có vợ con đường nó tôi với ổng qua đời rồi nó ở với ai. Rồi giờ cất cái nhà mày cho con mày cất không? Nó nói nó cho. Rồi đó con tôi thì tôi cho. Nhờ cái gì về đi. Rồi con này nó chơi, về mừng quá nó nói chờ ông bà cho ở Dương ở mày về đây chi vậy? Bắt đầu nó chửi. Sao kỳ vậy ngoại? Đụ mẹ. Nó giờ cái nó nói chờ con nó chơi cha cái vòng bên ngoại mày đi bà ngoại mày. Xúi mày cái vòng bên ngoài mày xúi mày đằng giật đất tao. Dạ. Nhưng mà cái... nhưng mà trong cái lúc cho đó sao ngoại không kêu làm giấy tờ cho nó chắc ăn? Con của người ta, mình nói con người ta thì thôi tệ đi. Không lẽ hồi nhỏ thì nó bỏ về lớn thì vậy thì nó cho thì chắc nó cũng đâu có lấy làm chi. Ừ. Nhưng vậy đó. Nhưng còn miếng đất kìa. Đất đó đó. Miếng đất ý là cho miếng đất thì ngoại kêu làm giấy tờ đi. À. Sao không làm để bây giờ ra cái cớ sự là cái căn nhà trị giá trên cả 100 triệu mà ngoại đập bỏ uổng gì? Dạ, giờ cái con tôi á nó nói hoài hà. Nó la lấy búa ra đập cửa mà cửa tiếng không á, đập ba cửa tiếng hết đi. Giờ con tôi thằng con tôi nó nói má ơi, thôi giờ má dở đi. Để ông đập hoài, ông chữ nói vậy thì tụi con nóng ruột mẹ. Con quánh lộn đi, giờ con có chết á thì nó cũng ở tù, còn con ở tù thì nó cũng chết. Thôi giờ để phức mắc chị đi. Mẹ dở đi rồi cái qua Tết nè tụi con cắt lại cho má. Cắt cái nhà đó là bà với con này á. Là cắt cái nhà khác cho dạ. Ngoại với Tâm Như ở dạ. Trên miếng đất của ngoại. Dạ, trên đất tôi. Là con mấy người con hùng lại ngoại. Hùng đông lắm. Nó nói bây giờ xứng nhau đứa thằng thứ bảy thì nó không có vợ, nó ba mấy gần 40 tuổi rồi. Dạ. Rồi nó cũng ở thành phố á. Giờ nè, giờ mấy kia nó giờ anh gom về đi. Mới nói giờ tao cất nhà cho má. Thì tụi bay á, tụi bay có nhiêu thì hùng nhiêu, còn dương nhiêu thì tao. Dạ, nhưng mà ngoại cho con hỏi thăm nè. Sự việc hồi nãy thì cũng rất là lớn chuyện luôn. Dạ. Nhưng mà vì sao mẹ của Tâm Như á ngoại lại lặng tiếng á, không nói nên một lời nào hết trơn vậy ngoại? Không, giờ hồi đó tôi vợ nhà nè, nó chửi tôi rồi này kia rồi. Thế nó khóc. Nó khóc cái bưng nổi má ơi, bà đừng bưng, bà để con bưng cho. Là sao ngoại? Để tiếp. Là mẹ của Tâm Như khóc hả? Khóc. Chàng ơi, chàng là con gái ruột của ngoại ha. Dạ. Coi như là giữa bên chồng và giữa bên mẹ. Ừ. Là không biết là phải cư xử như thế nào cho dạ. Nó đúng nha ngoại ha. Nhưng mà nếu như mà ngày hôm đó nếu mà mình ngồi xuống mình nhỏ nhẹ lại mình cùng nhau giải quyết vấn đề thì con nghĩ rằng á ngoại bù tiền hùng tiền lại đó. Dạ. Bù tiền trả tiền miếng đất đó thì con nghĩ rằng cái nhà thì mình giữ nguyên lại thì mình đỡ tốn tiền cắt nhà rồi có thêm miếng đất nữa là con thấy nó hợp lý hơn đó ngoại. Nó nói không bây giờ ra muốn lấy thì đem 3 tỷ bạc lại. Có bao nhiêu đó mà 3 tỷ gì? 3 tỷ bạc miếng đất này á, còn không lấy thì phải dỡ đi. Cái miếng đất nhỏ xíu như vậy chưa được 10 mét vuông nữa. Con phải dỡ đi là nữa chừng nào ấy nó cất nhà cho con nó đặng mang tiếng của nó chứ còn không có mang tiếng cái dòng bên ngoài này. Chàng ơi chàng. Coi như là 3 tỷ cũng mới cho lấy. 3 tỷ mới cho lấy. Rồi ngoại giận quá ngoại đập bỏ luôn. Tao nói giờ mấy tỷ không đập bỏ chứ. Mà người nào đập trước? Nó đập kiến đập đồ chứ cái vách nhà nó chưa dám đập ha. Đập cửa anh trước. Thì cái hàng ba ăn trước đó, dạ. Tôi gào đó, nó gỡ cho dai, nó đem dục xong. Là bữa đó có bà con trong lối xóm làm chứng không ngoại? Có đông, người ta là coi ào luôn. Chàng ơi chàng. Coi như là cha và mẹ của Tâm Như đã về. À. Quay trở về. À. Nhưng mà do là không nhìn bé Tâm Như. Dạ. Cho nên là ngoại mới giấu luôn, ngoại dạ. Không dám nói. Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi Tâm Như cho chú hỏi thăm nè.
Dạ. Rồi hồi nãy con nghe ba con lớn tiếng với ngoại như vậy đó, rồi con cảm thấy như thế nào? Dạ. Ổng nói á, ổng nói con á là đâu phải con của ổng đâu. Nói con như vậy luôn hả? Dạ. Dạ không có dính líu gì tới ổng nữa trơn á. Nhưng mà nói hồi nào con? Dạ nói hồi lúc mà dỡ cái nhà. Lúc dỡ cái nhà là nói với con như vậy đó? Dạ. Là nói với con hay là la giống như là nói đại lên? Nói riêng với con hay là nói đại lên sùm? Dạ. Nói lên sùm luôn á. Chàng ơi, chàng là nói cho nhiều người biết luôn. Hả? Người ta có cái ào ào, người ta có xèo xèo nó mới. Là coi như là không nhìn nhận con là con ổng luôn. Rồi con Tâm buồn không Tâm Như? Dạ buồn. Trước giờ con thương cha con không? Dạ. Hồi từ lúc trước tới bây giờ con thương cha con không? Có lúc mà chưa dỡ nhà thì con thương. Ừ. Lúc chưa dỡ nhà thì con thương. Dạ. Còn bây giờ? Dạ không. Bây giờ thì con hết thương luôn rồi. Chàng ơi chàng. Ngày cất nhà bây giờ nó có bước qua nhà. Ừ, như vậy là bây giờ kể từ giây phút mà cha con đập ngôi nhà là con hết tình cảm với cha con luôn rồi. Lúc trước thì con còn thương nhiều ha. Dạ. Ừ. Ngoại cho con hỏi thăm nè, cái câu chuyện mà bà nội á, bà nội của Tâm Như á suối là đem bỏ Tâm Như á ngoại, là có thật không ngoại? Có chứ. Phải hồi nãy chú nói tôi dẫn lại cái nhà cái ông chở tôi đi. Ừ. Nói gì á? Nó nói gì nè, nó ở chứ tôi ở chỗ bếp còn ở ngoại nó trước ngoại gì chứ mà, ông ơi ông xong nó đậu xe mà nói gì chi mà nó chở ra vậy, nó nói con nó mù quá gì nói mày chở con nó đi bỏ đi đó. Cái tôi nói ủa sao nó không nói tôi, nó chạy đi đi rồi tôi kêu hai ba ông chạy đi theo thì chở nói bả mẹ con nó ngồi gốc cây vậy nè bả. Ừ. Nói trời ơi thằng chị tôi mừng quá chị ôm nhỏ đi. À, cho thằng Kiệu nó chở nhỏ đi bỏ. Nó ủa sao kỳ vậy, tôi bắt về tôi nuôi chứ sao vậy. Rồi cái bà nói chị nuôi nổi không, tôi nói bây giờ cô bác thì kè tay chị người mừng đàn ta cho hết trơn. Rồi cái, ơi, cái ông Bảy đó, cái ông Bảy ông chở tôi, ông nói nha, tôi nói thiệt với chị nha, đi chở mà bà bỏ ha, tôi kêu công an quánh bà liền. Chàng ơi chàng, giống như là ngoại đi theo ngoại coi, nếu mà bỏ là ngoại không chịu nha. Không chịu tôi bắt kia đó, dòng nhỏ thứ năm tôi nhào ôm bà hỏi gì chứ bộ mày bắt thiệt hả, nó bà không nuôi tôi bắt thiệt. Ngoại nãy có nhỏ thứ năm tôi nó khai nghe từ đầu chí đuôi rồi. Là chẳng những là riêng ngoại mà mấy cô cũng thương Tâm Như lắm ha. Dạ. Không ai nỡ bỏ cháu hết. Còn gì thằng cậu nó nói nha, bà nuôi đi, bà nuôi không nổi thì tôi gỡ tiền gì tôi cho bà nuôi. Mà điều hồi đó thì không khổ. Tôi ổng thì sao nhờ bỏ nó nhà đỡ người ta giữ. Ngoại hồi nãy ngoại nói cha và mẹ Tâm Như á là khổ nghèo có không ngoại? Khổ hồi đó nó nói vậy gì á, nó đi giữ dịch. Dạ. Mượn giữ dịch mướn đi mặn mướn, dầu bả nói mày nghèo quá khổ sao mày mặn nè mày nuôi nó nổi mày đem bỏ đi. Dạ. Như vậy là hồi xưa là cha mẹ Tâm Như là khổ thiệt. Cũng bằng dâu đó, còn bằng dâu với bà đó, còn ở chung với bà. Chàng chung ơi chồng mà bà đỡ. Thằng này là bà đỡ hơn 12 tuổi mà tới cưới con tôi nó 37 tuổi. Tâm Như ơi, dạ. Sao con không khuyên cha con? Dù gì cũng là bà ngoại, cũng là người cu mang con đó, nuôi dưỡng con đó, rồi sao con không nói cho cha con biết? Dạ, con không biết nói. Con không dám nói hay là không biết nói? Dạ, con không dám nói. Con sợ điều gì? Dạ. Con sợ điều gì mà con không dám nói với cha con? Tại vì la quá là... La dữ lắm hả con? Dạ. Có lần nào con nghe cha con lớn tiếng chưa? Có. Mấy lần? Dạ. Mấy lần? Hai lần. Hai lần ha. Tưởng là ổng tôi hoài chứ gì. Là lớn tiếng với ai con? Dạ lớn tiếng với bà ngoại. Lớn tiếng với bà ngoại con ha? Dạ. Chàng ơi chàng. Ừ. Bây giờ tôi nói gì nè, tôi nói bây giờ cha mày làm gì khổ, tao khổ quá thôi, giờ mày về cha mày. Ngoại nuôi con hồi nhỏ tao lớn rồi. Con không có gì rồi đâu, ngoại đừng lo, con không gì hết. Không chịu về luôn hả? Cha con nói là cất cái nhà cho con hả, con ở không Tâm Như?
Dạ. Cha con nói là vài bữa nữa cha con có tiền cắt cái nhà riêng cho con á, con ở không? Hay là con ở với ngoại? Con ở với ngoại. Là con muốn ở với ngoại hay là muốn có một căn nhà riêng? Con muốn ở với ngoại. Muốn có ngoại hả? Dạ. Nói lớn lên cho mấy chú nghe coi. Dạ con muốn ở với ngoại. Muốn ở với ngoại ha. Ừ. Nhưng mà con có nguyên một căn nhà riêng con không thích sao? Dạ. Con có nguyên một căn nhà riêng luôn con không thích sao? Tại vì cha cắt nhà khác với con không ở. Con không ở với cha ha? Ừ. Chàng ơi chàng. Bây giờ Tâm Như cũng khó xử ha. Nếu mà không ở với cha thì cũng đâu có được ở gần mẹ đâu. Rồi con buồn không? Dạ. Con không được ở gần mẹ con buồn không? Lớn lên. Dạ buồn. Cái lúc mà cha lớn tiếng như vậy đó, rồi mẹ có nói gì với con không? Dạ không. Rồi mẹ con làm gì? Dạ. Lúc mà cha lớn tiếng đó, rồi mẹ con làm gì? Mẹ không có làm gì hết á. Mẹ không dám làm gì hết luôn. Dạ. Nó bây giờ có ngày ra lớn tiếng là nó không bóc gì. Dạ. Cũng khổ cho ngoại nha. Vì sao mà cũng là con rể mà sao không thuận với ngoại ngoại? Gánh đó mà. Nhưng mà nuôi cháu nó thương tôi dữ lắm chứ. Nhưng mà dầu gì cũng là con rể cũng phải nói nhỏ nhẹ với mẹ vợ chứ có đâu mà lớn tiếng giống hồi nãy dữ vậy ngoại. Nếu mà không có mấy anh em con là còn lớn dữ nữa hả ngoại? Bữa nay về quậy nữa nè. Bữa nay quậy nữa hả? Chàng ơi chàng. Khổ thân không? Chú mà chú làm gì chú dám nói không? Tụ đỉ mẹ bên vợ này nè. Tao cắt nhà nè. Đất của chữ không có kể cái gì hết chứ. Không kể ai hết. Không kể lớn nhỏ gì hết luôn. Không lắm. Giờ tôi thương cháu tôi gắng lo kể ai chữ gì chữ. Ngoại cho con hỏi thăm nè. Con được biết á, ngoại cũng là hoàn cảnh khó khăn á ngoại. Dạ. Rồi lúc mà ngoại cu mang bé Tâm Như nè. Rồi lúc đó cái thời gian đó trải qua nó khó khăn dữ không ngoại? Khổ lắm. Lúc đó là bà cháu là ăn uống như thế nào ngoại? Trời ơi có gì ăn mấy gì khi đứa bóc gì bóc ăn. Có cá thì ăn cá, bắt được cá thì ăn. Đâu hỏi bà Năm Thọ cái khổ, cánh khổ dữ lắm. Bà Năm Thọ đó bà còn thiên người ta xin gạo cho ăn mà. Bà Năm Thọ đó khổ dữ lắm. Bà biết bà Năm Dung á. Bà Năm Dung. Bà Năm Dung. Coi như là cô Năm Dung là khuyên bà con đi xin cho bà ngoại ha. Ừ. Với bé Tâm Như ha. Ừ, và chỗ nghèo đồ cũng có chuyện nhà cho gì là bà kêu. Bà kêu nhà tôi trước. Dạ. Bà, nghiệp bà dữ lắm. Bà Năm nó kêu bà chú xuống hả? À? Rồi. Con cái thì cũng hứa là sẽ làm lại cái nhà mới cho ngoại với bé Tâm Như ở. Yeah. Thôi thì chuyện gì đã qua rồi thôi mình cho qua. Yeah. Hay ngoại ha. Yeah. Chứ nếu mà mình làm lớn chuyện lên thì cũng không có tốt cho hai bên. Tội nghiệp cho hai đứa con. Dạ, tội nghiệp cho con ngoại nè. Yeah. Rồi bây giờ thí dụ như ảnh mà có cha của bé Tâm Như á, mà có xảy ra chuyện gì ngoại cũng có vui đâu. Vui đâu. Mà rồi, tại vì bỏ lại con gái ngoại. Vui có luôn rồi. Dạ, không ai lo lắng rồi. Cho con gái ngoại á. Vắng vô. Lúc đó nó cũng khó được lắm không? Ngoại ơi. Nói dạ. Chung nếu mà mình làm nhỏ chuyện được thì cố gắng nha ngoại ha. Được, được. Dạ. Cái tôi nói không, bây giờ tôi thu xếp con thôi. Đúng rồi. Về tới tôi nói con à, con ngồi hết thì là má nói con nghe. Chuyện gì thì qua hết, tỉ nhà của nó đòi thì má trả. Chứ má để đó mà má tí cái nhà thì mấy con bánh lộn con đi ở tù phải không đó. Yeah. Bây giờ con cứ im má trả đất nó được thôi chừng nào nó chữ con hả làm đó. Yeah. Đó con tôi giỏi gì ha về nó ăn chơi nhậu ha thấy hộn mình con tôi mà nó cũng múc đồ nó cho tôi kêu ông hôm qua tôi cho ông ăn nè. Yeah. Như vậy cũng được. Ở đây người ta nói bà Năm công nhận ba. Dạ, tại vì ngoại còn con gái của ngoại là mẹ của Tâm Như á. Dạ. Hồi nãy con cũng nghe chị tâm sự. Ừ. Chị nói là chị đang đau bệnh rồi cũng nhiều. Dạ. Nếu mà bây giờ mà chồng chị mà giống như là có một cái cớ sự gì xảy ra. Ừ. Thì chị cũng khổ lắm ngoại ơi. Dạ.
thôi mình bỏ được thì mình bỏ qua ha ngoại ha. Bỏ qua dạ. Dạ. Giờ giờ nhờ cô bác thương tình cho bà cháu thôi vậy thôi. Dạ. Tâm Như ơi. Dạ. Thì ngày hôm nay á cha con cũng như vậy rồi. Thôi vì chuyện cũng đã lỡ rồi, chú nghĩ rằng cái video ngày hôm nay nè chắc cha con cũng sẽ xem. Là con có bài thơ nào muốn gửi tặng cho cha con không? Có thể đọc bài thơ về cha cho chú với quý vị khán giả cũng như là cha con trong ngày hôm nay có thể là nghe được đó. Dạ. Rồi con đọc thơ đi. Nam bài thơ Kiếp Không Ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho cô bác từ xa đến gần làm ăn thu nhập gia tăng, giàu sang phú quý thân cần chữ tu. Con xin thay mặt người mù tỏ lòng cung kính những nhà hảo tâm, lâu lâu nhớ ghé về thăm hỏi người kiến thị quê hương tăng hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin hết. Chàng ơi là con muốn gửi tặng bài thơ đó đó hả? Dạ. Bài thơ có tựa đề sao mà nghe nhói lòng vậy con? Dạ. Kiếp Không Mai hả con? Bài thơ Kiếp Không Mai. Bài đó là của Tâm Như sáng tác hả Tâm Như? Hay dạ. Là con học từ đâu? Dạ. Bài thơ đó đó là con học từ đâu hay là tự con sáng tác? Dạ. Tự con sáng tác ra. Tự con sáng tác ra luôn? Dạ. Giỏi dữ vậy ta. Con nghe ta đọc xong rồi á, con nằm ngủ á, cái bắt đầu á, con nhớ trong đầu con á, con sáng tác ra. Chàng ơi chàng. Thưa quý vị khán giả, một cô bé rất là không có được may mắn quý vị khán giả, cho nên có một cái cuộc sống rất là khó khăn và vất vả. Giờ đây thì lại gặp phải một cái câu chuyện buồn xảy ra trong gia đình nữa, cho nên là thật lòng mà nói thì bé cố gắng gượng cười thôi quý vị khán giả ơi. Chàng ơi chàng, đủ chưa? Tâm Như ơi. Dạ. Thôi thì ngày hôm nay con tặng cho chú với quý vị khán giả một bài kinh kệ đi con. Dạ. Con xin giới thiệu, nếu là con xin niệm Phật 3 lần để gỡ lời cho cảm ơn cho mấy vị. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi, con tặng bài kinh gì đây? Dạ. Dạ con tặng bài kinh là A Di Đà Phật Thân Kim Sắc. Rồi. A Di Đà Phật Thân Kim Sắc, tướng hảo quang minh vô đảnh luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tô di, thang mộng trần thanh tư đại hải, quang trung qua Phật vô số, qua Bồ Tát chứng diệt vô biên, tư thập bát nguyện độ chúng sanh, cổ phẩm hàm linh đăng bỉ ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Phối Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Phối Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Phối Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh
Đại Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi, dạ quá. Cái sự việc nó vừa xảy ra, thật sự mấy anh em con cũng không mong muốn. Dạ. Nhưng mà giữa chừng thì cái câu chuyện nó diễn ra như vậy. Dạ. Thì mấy anh em con cũng không có muốn giấu giếm quý vị khán giả làm gì. Dạ. Thì mọi chuyện nó có sao thì mình đưa lên như vậy á ngoại. Dạ. Ha. Nhưng ngoại có đồng ý không? Dạ dạ dạ. Ngoại đồng ý đưa lên ha. Dạ. Tâm Như đồng ý không con? Dạ. Ừ. Dạ rồi. Thì đó là cái câu chuyện diễn ra. Là có sao thì mấy anh em của Ngôn để y gan cái video như vậy như quý vị. Dạ rồi. Còn bây giờ thì phần trang viên của Quý Mạnh Thường Quân, dạ. Con xin gửi cho ngoại nha. Thì đầu tiên có một Quý Mạnh Thường Quân là anh Trần Minh Đức, dạ. Sẽ gửi cho ngoại là 2.400.000. Dạ. Nha. Kế tiếp là có một Quý Mạnh Thường Quân nữa là chú Bùi Khắc Tài ở Vĩnh Long, dạ. Gửi cho ngoại là thêm 1.000.000 nữa. Dạ. Dạ. Kế tiếp là có một Quý Mạnh Thường Quân nữa là chị Đỗ Thị Ngân Trang. Chị Đỗ Thị Ngân Trang là gửi 1.000.000 cho con. Nhưng mà nhắn trao cho hoàn cảnh, nhưng mà con không có nhớ là hoàn cảnh nào. Do là công việc nó rất là nhiều á. Rồi con bữa đó con ghi không kịp, cho nên là con không nhớ là trao cho hoàn cảnh nào. Cho nên là ngày hôm nay thôi thì con trao cái phần riêng của chị Đỗ Thị Ngân Trang là gửi vào cho con là 1.000.000. Thì con cũng xin trao tặng cho ngoại với bé Tâm Như luôn. Vì con biết được cái ngoại và bé Tâm Như đang gặp rất là nhiều khó khăn. Dạ rồi. Thì tổng số tiền trong ngày hôm nay là 4.400.000. Bây giờ con xin trao cho ngoại nha. Dạ rồi. 1.000.000. Dạ. 2.000.000. 3.000.000. 4.000.000. 1, 2, 3, 4. 400.000. Dạ rồi, đó là số tiền 4.400.000. Ngoại có lời gì muốn gửi đến Quý Mạnh Thường Quân không ạ? Dạ, rất cảm ơn trước sau gì cũng Quý Mạnh Thường Quân. Cũng nhờ giúp đỡ cho bà cháu tôi rất đôi. Bà cháu vì nhờ cô, nhờ cô bác thương tình với tôi rất cảm ơn. Dạ, thôi ngoại ơi. Cố gắng lên nha ngoại ha. Yeah. Chuyện gia đình mình thì cố gắng dàn xếp, chuyện gì nhỏ thì mình bỏ qua nha ngoại ha. Cố gắng dàn xếp nha ngoại ha. Nhờ lỗi tôi đau lắm, chú ơi, mà tôi dằn lắm, tôi sợ con tôi này kia nọ, tí tôi buồn quá thì con tôi nó động lòng chú ơi. Dạ, con nghĩ là trong một cái phút giây nào đó anh là cha của bé Tâm Như á, có hơi nóng tính á, cho nên nói những cái câu không nghe không hay thì thôi ngoại bỏ qua ha. Con nghĩ rằng có khi nào đó ảnh ngồi lại thì ảnh cũng sẽ suy nghĩ lại và ảnh sẽ cũng như là không có nói ra những từ đó nữa hả. Dạ như vậy hả ngoại ha, cố gắng lên ngoại ha. Tâm Như có lời gì muốn gửi đến Quý Mạnh Thường Quân không con? Dạ con xin chúc các Mạnh Thường Quân nhà giàu sức khỏe, thanh tâm an lạc, làm ăn phát tài, năm cũ bước qua năm mới bằng ăn phát lạc, nhờ nào có tiền cho con. Chàng thưa diễn giả chúc rồi nhưng mà còn khóa đuôi lại nhớ nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Đến đây thì cho Ngôn cùng với Thanh Trúc cũng như là mấy anh em của Ngôn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng mấy anh em hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ gia đình đang gặp khó khăn, những gia đình nghèo. Thì một lần nữa cho Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với Quý Mạnh Thường Quân ở một video kế tiếp ạ. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại.